Trận hòa không bàn thắng của Manchester United trước Chelsea vào Chủ nhật có thể đã chấm dứt mọi nghi ngờ về danh tính của nhà vô địch Premier League mùa này. Đoàn quân của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer giờ có thể nói là không còn cửa để vô địch. Thay vào đó, MU có một mục tiêu thực tế hơn, đó là dẫn đầu cuộc đua cho vị trí trong top 4. United hiện có 50 điểm sau 26 trận, hơn Leicester ở vị trí thứ 3 1 điểm. Trong khi đó, đội xếp thứ 4 là West Ham, Chelsea đứng ở vị trí thứ 5 và thứ 6 là Liverpool, đều có khoảng cách giữa họ cũng chỉ là 1 điểm. Everton và Tottenham kém hơn một chút, nhưng các trận đấu của The Toffees gần đây cũng đang có kết quả rất tốt và chiến thắng ấn tượng 4-0 của Spurs trước Burnley với màn trình diễn bắt mắt của Gareth Bale có nghĩa là họ không thể loại trừ hai câu lạc bộ này khỏi cuộc đua giành được vị trí trong top 4. Cuộc đua đến danh hiệu có thể đã kết thúc, nhưng cuộc đua giành các suất dự Champions League đang nóng dần lên. Dưới đây là tất cả lịch thi đấu 10 trận tiếp theo của nhóm những đội đang cạnh tranh quyết liệt cho top 4. Chúng ta cùng xem đó là những trận đấu nào, cũng như là phân tích xem kết quả của các đội ở những trận đấu đó sẽ ra sao. Đầu tiên là lịch thi đấu của Manchester United. Mùng 4 tháng 3 gặp Crystal Palace, mùng 7 tháng 3 là gặp Man City, 15 tháng 3 gặp West Ham, mùng 3 tháng 4 gặp Brighton, mùng 10 tháng 4 gặp Tottenham, 17 tháng 4 đấu với Burnley, 24 tháng 4 gặp Leeds, mùng 1 tháng 5 đá với Liverpool, ngày mùng 8 tháng 5 gặp Aston Villa và 12 tháng 5 gặp Leicester. United có thể nói là đang ở vị thế mạnh nhất trong cuộc đua vào top 4. Quỷ đỏ có thể bất bại trong 20 trận sân khách ở giải vô địch quốc gia, nhưng 10 trận tiếp theo có thể sẽ rất nhiều thách thức. Ngoài ra, MU cũng sẽ phải phân bố sức lực cho đấu trường Europa League khi đã vào vòng 16 đội và gặp phải một cục xương là AC Milan lần lượt vào các ngày 11 và 18 tháng 3. Và cả trận tứ kết FA Cup với Leicester City vào ngày 21 tháng 3 cũng không hề dễ dàng. Tất nhiên, nếu vượt qua được các đối thủ này thì MU sẽ còn phải gặp những đội bóng mạnh hơn ở những trận đấu có tính chất quyết liệt hơn sau đó. Đội bóng của Solskjaer dự kiến sẽ giành được 3 điểm trước Crystal Palace, Brighton và Burnley. Nhưng trận đấu derby Manchester cũng như các trận đấu với West Ham, Spurs, Liverpool và Leicester có thể sẽ không có được chiến thắng trọn vẹn. Rõ ràng, đó sẽ là thi đấu rất khó khăn vào giai đoạn nước rút của mùa giải. Và thầy trò huấn luyện viên Solskjaer cần phải có những bài toán về nhân sự phù hợp để đảm bảo thể lực tránh việc hụt hơi ở trận nước rút về đích. Lịch thi đấu của Leicester City: mùng 4 tháng 3 gặp Burnley, mùng 7 tháng 3 gặp Brighton, 14 tháng 3 gặp Sheffield, ngày mùng 3 tháng 4 đá với Man City, mùng 10 tháng 4 gặp West Ham, 17 tháng 4 gặp West Brom, 24 tháng 4 đấu với Crystal Palace, mùng 1 tháng 5 gặp Southampton, mùng 8 tháng 5 đá với Newcastle và 12 tháng 5 gặp Man United. Leicester đang gặp phải một chút khủng hoảng về chấn thương ở thời điểm hiện tại khi Harvey Barnes cùng với James Maddison, Jamie Vardy, Wesley Fofana, Dennis Fraet, Asoji Perez, James Justin và Johnny Evans đều gặp phải những chấn thương theo các mức độ khác nhau sau trận đấu vào cuối tuần qua. Trong chặng đường tiếp theo, đối thủ lớn nhất của bài cáo là hai câu lạc bộ thành Manchester và West Ham. Đó sẽ là những trận khiến họ có nhiều nguy cơ mất điểm. Còn lại là những cái tên như Burnley, Brighton và Sheffield thì sẽ có tính chất tương đối giống những trận đấu giao hữu. Hiện bầy cáo đã bị loại khỏi Europa League nên họ có thể tập trung hơn vào giải ngoại hạng. Có thể nói, dù đội hình đang chấn thương thì bầy cáo vẫn đang có lịch thi đấu thuận lợi để nằm trong top 4. Tiếp theo là lịch thi đấu của West Ham: mùng 9 tháng 3 gặp Leeds, ngày 15 tháng 3 đấu với Man United, 21 tháng 3 đá với Arsenal, mùng 3 tháng 4 gặp Wolves, mùng 10 tháng 4 đá với bầy cáo Leicester, 17 tháng 4 gặp Newcastle, 24 tháng 4 gặp Chelsea, mùng 1 tháng 5 đấu với Burnley, mùng 8 tháng 5 gặp Everton. West Ham vẫn là một trong những đội bóng có phong độ cao nhất tại Premier League, bất chấp thất bại 1-2 của họ trước Man City vào thứ Bảy. Tất nhiên, đẳng cấp và bản lĩnh của họ sẽ được kiểm tra trong những tuần tới, với những trận sân khách khó khăn trước Leeds và United. Nhìn lướt qua lịch thi đấu của họ cho thấy rằng The Hammers có thể rất khó để giữ vị trí thứ tư hiện tại của họ, nhưng sẽ thật ngớ ngẩn nếu loại bỏ đội bóng của David Moyes khỏi cuộc đua ở thời điểm này. Tiếp theo là lịch thi đấu của Chelsea: 13 tháng 3 gặp Leeds, mùng 3 tháng 4 gặp West Brom, mùng 10 tháng 4 gặp Crystal Palace, 17 tháng 4 đấu với Brighton, 24 tháng 4 gặp West Ham, mùng 1 tháng 5 đấu với Fulham, mùng 8 tháng 5 đá với Man City. Chelsea vẫn đang bất bại dưới thời Thomas Tuchel với 6 chiến thắng và 3 trận hòa trên mọi đấu trường. Hàng thủ của họ có vẻ chắc chắn, như đã chứng kiến trong trận hòa 0-0 trước United vào Chủ nhật. Và The Blues sẽ tiếp tục phải chứng minh điều đó trước Liverpool và Everton trong 2 trận đấu tiếp theo. Tháng 4 trông có vẻ nhẹ nhàng với The Blues khi chỉ gặp West Brom, Palace và Brighton.
Đội hình có chiều sâu của Chelsea cho thấy một suất dự Champions League sẽ nằm trong tay của họ dù không phải là quá dễ dàng. Giờ là đến lịch thi đấu của Liverpool. Mùng 5 tháng 3 gặp Chelsea, mùng 7 tháng 3 đấu với Fulham, 16 tháng 3 gặp Wolves, mùng 3 tháng 4 đấu với Arsenal, mùng 10 tháng 4 gặp Aston Villa, 17 tháng 4 gặp Leeds, 24 tháng 4 đấu với Newcastle, mùng 1 tháng 5 gặp Man United, mùng 8 tháng 5 đá với Southampton và 12 tháng 5 đấu với West Brom. Liverpool đã phá vỡ chuỗi 4 trận thua của họ tại Premier League, một chiến thắng 2-0 rất cần thiết trước Sheffield United. Nhưng hàng thủ vững chắc của Chelsea có vẻ sẽ là một câu hỏi khó tiếp theo. Như chúng ta đã biết, Liverpool đang gặp rất nhiều chấn thương, với Jordan Henderson là người mới nhất tham gia vào bệnh viện dã chiến ở Merseyside. Còn tân binh Ozan Kabak chơi không thực sự thuyết phục ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, họ vẫn có những phương án để khâu vá đủ dùng, và đặc biệt là bộ ba tiền đạo Sadio Mane, Mohamed Salah và Roberto Firmino vẫn đang lành lặn. Nếu tiếp tục duy trì được điều đó, họ thừa khả năng trở lại để kiếm một suất dự Champions League. Tiếp theo là lịch thi đấu của Everton. Ngày 5 tháng 3 gặp West Brom, 9 tháng 3 đấu với Chelsea, 14 tháng 3 gặp Burnley, 3 tháng 4 gặp Crystal Palace, 10 tháng 4 đấu với Brighton, 17 tháng 4 gặp Tottenham, 24 tháng 4 gặp Arsenal, 1 tháng 5 gặp Aston Villa, 8 tháng 5 đấu với West Ham và 12 tháng 5 gặp Sheffield. Everton hiện còn một trận đá bù và nếu thắng, họ sẽ đứng ở vị trí thứ 4. Đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ có chuyến làm khách trước West Brom đang bị đe dọa xuống hạng vào giữa tuần. Nếu họ có thể giành chiến thắng thì đó là động lực rất lớn dành cho The Toffees. Nhưng phía trước sẽ là Chelsea, Arsenal và West Ham trên sân khách. Ngoài ra, còn cả trận gặp Tottenham trên sân nhà. Đó thật sự sẽ là những trận đấu rất khó khăn. Mặc dù mùa này họ đã vượt qua rất nhiều trận sương sầu, nhưng thật sự với lịch thi đấu căng như dây đàn thế này thì rất khó để Everton chiếm vị trí trong top 4. Cuối cùng là lịch thi đấu của Tottenham Hotspur. Mùng 5 tháng 3 gặp Fulham, mùng 8 tháng 3 gặp Crystal Palace, 14 tháng 3 gặp Arsenal, 22 tháng 3 đấu với Aston Villa, mùng 3 tháng 4 đấu với Newcastle, mùng 10 tháng 4 gặp Man United, 17 tháng 4 đấu với Everton, mùng 1 tháng 5 gặp Sheffield, mùng 8 tháng 5 gặp Leeds và 12 tháng 5 gặp Bầy Sói. Gareth Bale đã trở lại với phong độ đỉnh cao và Dele Alli cùng với Toby Alderweireld cũng đã trở lại để giúp Jose Mourinho có trong tay một đội hình chất lượng. Vậy liệu Spurs có thể đặt ra một thách thức trong top 4 hay không? Nếu họ có thể đánh bại Fulham và Crystal Palace trong tuần tới trước trận derby Bắc London thì họ có thể sẽ có chút hy vọng. Tottenham chỉ phải gặp 2 trong số 8 đội hàng đầu hiện tại trong 10 trận đấu tiếp theo. Vì vậy, Mourinho có lý do để tin vào một suất trong top 4. Nhưng cá nhân tôi thì không tin vào điều đó. Giờ chúng ta cùng đến với phần nhận định. United dường như có những trận đấu khó khăn nhất trong số những đội bóng tranh giành vị trí trong top 4. Nhưng Quỷ Đỏ chỉ để thua 1 trong 20 trận đấu gần đây nhất và đủ niềm tin cũng như là bản lĩnh để giữ vững vị trí hiện tại. Vấn đề chấn thương của Leicester đang là nỗi lo đối với người hâm mộ bầy cáo và màu bão trầu của West Ham có thể sẽ mờ dần đi khi mùa giải dần khép lại. Chiều sâu đội hình và sự vững chắc của hàng phòng ngự Chelsea dưới thời Tuchel và bộ ba tiền đạo của Liverpool cũng như các vị trí hiện tại của họ cho thấy đây là hai câu lạc bộ có nhiều khả năng nhất để ngồi mâm top 4 cùng với hai câu lạc bộ thành Manchester. Trên đây là nhận định và phân tích của tôi cho cuộc đua top 4 trong 10 trận đấu tới. Anh em có nhận định hay góp ý gì thì hãy comment dưới phần bình luận nhé.